Nồi nấu đồng được các nghệ nhân chuẩn bị chu đáo chi tiết. Phần trên gọi là ống cơi, phần dưới gọi là nồi cơi. Khi gắn kết hai phần nồi được dùng bằng chất liệu cho bếp của than giả nấu bếp truyền thống Việt Nam. Có một điều đặc biệt của các nghệ nhân là dùng bằng cảm giác, độ nhạy cảm, khiếu năng nhà nghề, sự tính toán cũng như điều chỉnh toàn bằng mắt, chỉnh lên, chỉnh xuống, kê kích phải, trái, trước, sau, sao cho thăng bằng tuyệt đối, để khi rót đồng vào khuôn, đồng nung chảy được, chia đều cho các phần trong khuôn. Cắt đòn ngang, đòn dọc để khi đồng từ nồi nấu đổ vào khuôn. Nghệ nhân giám đốc Phan Trọng Điền và các nghệ nhân đúc đồng chít khăn đỏ trên đầu. Các nghệ nhân phải chuẩn bị tinh thần thượng võ, tuân thủ kỷ luật lao động hết sức nghiêm ngặt tới mức tuyệt đối. Nếu không, chỉ lơ là sơ suất nhỏ cũng xảy ra tai nạn lao động. Sở dĩ như vậy bởi nồi nấu đã nặng lại có nhiệt độ cao, khói bụi nhiều. Lượng đồng đổ vào khuân phải liên tục. Về kỹ thuật chế tác khuân đúc là cả một công trình nghệ thuật, từ chọn và quyết định hoa văn trên chuông phụ thuộc vào lịch sử địa phương và hình thành ngôi chùa. Chuông chùa Thanh Lang, nghệ nhân Phan Trọng Điền chọn hoa văn thời Lý Trần. Quá trình luyện đất, chế tác khắc hoa văn trên gỗ phải mất 90 ngày. Tìm hiểu kỹ hơn về chất liệu khuân bằng đất thó, một loại đất đặc biệt ở địa phương, ít giãn nở, có độ mịn cao, trộn với tỷ lệ chấu và đất sét đã được xử lý. Đúng 8 giờ, giờ hoàng đạo, cung nghinh thượng tọa, đại đức tăng đi. Các vị đại biểu đại diện đảng, chính quyền, đoàn thể về lễ đài chính. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng, tình cờ lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhịp màu soi thế gian. Dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
và các vị thánh tử vì đạo. Phút tưởng niệm bắt đầu. Âm nhạc cử bài Phật giáo ca. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thưa quý liệt vị, hôm nay ngày 18 tháng 8 năm Nhâm Thìn, ban tổ chức cùng nhà chùa Thanh Lang thôn Nương Cả long trọng tổ chức lễ hội đúc chuông thờ Phật. Nước có nguồn, cây có cội, dẫu đi xa vạn đỗi chẳng phai mờ nguồn cội quê hương. Với tấm lòng hảo tâm của các nhà mạnh thường quân, các cơ quan đơn vị, tập thể cá nhân Phật tử muôn phương, đặc biệt là quân dân trong làng đi làm ăn xa trên mọi miền tổ quốc, nhân dân Phật tử trong làng phát tâm cúng tiến đồng, vàng và ngân xuyến để hôm nay đúc chuông thờ Phật ngàn năm. Đây là mốc son dấu ấn lịch sử để lại muôn đời cho con cháu mai sau. Kể từ đây, tiếng mõ sớm chuông chiều tại Thanh Năng Tự, làng Nương Cả lại ngân vang, hòa cùng với lời cầu nguyện của các chư tăng Phật tử với cõi Phật Bồ Đề, mong cho nước mạnh, dân giàu, xóm làng bình yên, nhà nhà hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, hòa quyện vào nhau, chung sức xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới và giàu đẹp. Thưa quý liệt vị, về dự lễ hội đúc chuông hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Dục, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình, Đại Đức Thích Thanh Toàn, chủ trì chùa Tiền Phong, thành phố Thái Bình, sư cụ chùa Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình, cùng các quý các tăng ni Phật tử trong tỉnh, trong huyện, các nhà chùa ở trong huyện và các Phật tử xa gần đạo tràng muôn phương đã về dự, đề nghị quý liệt vị nhiệt liệt cung kính. Về dự lễ hội, xin trân trọng giới thiệu qua các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể trong xã an ninh, đề nghị các Phật tử nhiệt liệt cung kính. Tôi xin trân trọng giới thiệu các quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị kinh tế xã hội và cá nhân cùng các con dân cháu làng, nhân dân địa phương đã về dự lễ hội đông đủ, đề nghị quý liệt vị nhiệt liệt cung kính. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đến tất cả quý liệt vị, nhà chùa mong quý Phật tử muôn phương, những nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hãy phát tâm công đức, chung tay góp sức để tiếp tục xây dựng ngôi đại hùng chính điện của chung của quý Phật tử của nhân dân ngày được tố hảo. Đồng chí trưởng thôn Nguyễn Đức Du thay mặt lãnh đạo địa phương đọc diễn văn và tuyên bố khai mạc. Nhân dịp lễ hội truyền thống tháng 8 âm lịch hàng năm, được sự đồng thuận của ban công tác mặt trận, chính quyền thôn Nương Cả, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Ninh, nhờ sự cầu nguyện của chư tăng, sự phát tâm công đức của quý Phật tử, quý khách thập phương, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể nhân dân chùa Thanh Nang, thôn Nương Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, long trọng tổ chức lễ đúc đại hồng chung nặng 450 kg trước sự chứng kiến của các chư tăng Phật tử, các quý liệt vị đại diện cho Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, các nhà mạnh thường quân cùng các Phật tử đạo tràng muôn phương, các đơn vị tập thể và cá nhân, các nhà mạnh thường quân đã phát tâm công đức xây dựng chùa Thanh Nang thôn Nương Cả. Thanh Nang Tự là ngôi chùa cổ có cách đây hàng mấy trăm năm,
thuộc làng Nương Xá, Tổng Nương Xá, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình. Thanh Nang Tự là ngôi chùa cổ lớn trong phủ Phụ Dực, đã có bề dày lịch sử, trải qua nhiều đời sư tổ trụ trì. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa đã giúp đỡ nhiều cho cách mạng từ những năm thập kỷ 40. Nhiều nhà sư từ các tỉnh Nam Định, Hải Phòng đã về chùa Thanh Nang để tự tổ chức thành lập Hội Phật giáo Cứu Quốc. Thanh Nang Tự do hoàn cảnh chiến tranh tàn phá, trải qua biến cố thăng trầm của thời gian, ngày nay chỉ còn lại một ngôi tháp cổ. Tiếng mõ sớm chuông chiều cùng lời cầu nguyện cũng bật tiếng im hơi. Chư Phật thì oán thán, đạo thánh hiền cũng chẳng còn lời truyền tụng kinh sách về lòng từ bi hỷ xả cho chúng sinh. Nhà nước cấp tỉnh đã cấp đất cho phép xây dựng lại ngôi chùa mới, đó là chùa Thanh Nang, thôn Nương Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Được sự gieo duyên phát tâm của sư thầy Thích Đàm Hân và được phép của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Ninh, cùng lòng hảo tâm của các nhà mạnh thường quân, các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân, Phật tử đạo tràng muôn phương, với sự quyết tâm thống nhất của cấp ủy đảng, chi bộ, chính quyền địa phương và nhân dân địa phương nơi sở tại, đúng 9 giờ 9 phút ngày mùng 9 tháng 9 năm 2009, công trình chính thức được khởi công xây dựng. Chùa được tọa lạc trên mảnh đất địa linh gần khu di tích lịch sử đền thờ quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nên có câu rằng: về thăm di tích đền Trần, qua lơi cảnh Phật bội phần linh thiêng. Quý ơn các nhà hảo tâm công đức cùng góp sức của toàn dân và quý Phật tử xa gần đã làm cảnh Phật thêm phần khang trang, để rồi cho đến hôm nay 30 mùng 1 tư rằm, ta theo Phật pháp nghĩa tình tổ tiên, chuông ngân vang động khắp miền, khiến cho Phật tử thập phương tìm về Đức Phật bạch ngọc sáng tinh, niết bàn người ngự sinh linh phụng thờ. Chuông ngân cửu phẩm bình minh, chín tầng mây trắng vươn mình trời xanh. Và kính thưa quý liệt vị, quý Phật tử, hôm nay Thanh Nang Tự mới hình thành, còn đang xây dở công trình thiên niên. Phật tử ở khắp mọi miền hướng về Nương Cả cảnh thiền đời nay, mọi người chung sức chung tay, Thanh Nang vẫn bóng phúc nay vẫn tròn. Và giờ đây tấm lòng hảo tâm công đức của chư quý vị, quý Phật tử, nhà chùa đã làm lễ cầu Phật gia hộ độ trì cho đúc quả chuông đồng nặng gần 500 kg được viên mãn, mang tầm cỡ với ngôi chùa lớn trong vùng. Tiếng chuông vang sớm chiêu chiều mộ, và từ nay cửa Phật được mở mang, bia đá ghi tên chùa làng xã, sân trời mát mẻ chuông vàng nức tiếng cảnh quê ta. Phật có ứng ninh do thành tâm tín ngưỡng, tu tròn quả phúc bởi vững chí luyện rèn, cầu cho quý vị quý Phật tử cửa Phật tử bi, làm phúc được phúc, cơ trời báo ứng ở lành gặp lành. Tiếng chuông chùa làm cảm động chín cõi mười phương, mong cho vơi thành sầu vơi bể khổ. Chuông chùa vang vọng mong chuyển cơ trời vận nước, phủ quốc thái hộ dân an. Kinh kệ ghi lại rằng: hồi chuông cảm động chín mười phương, Nam mô Phật nơi thành sầu nơi bể khổ, niệm kệ truyền thông ba bảy cõi, chuyển cơ trời phủ quốc thái hộ dân an. Tiếng chuông vang còn là lời kêu gọi những linh hồn kim cổ về cõi trầm ai. Chuông xương kêu gọi hồn kim cổ, lầu gió đi về bóng sắc không. Lễ hội đúc chuông hôm nay là kết quả của lời cầu nguyện Phật Thánh đã gia hộ độ trì cho nhà chùa Thanh Nang, đã xui khiến các nhà mạnh thường quân, quý Phật tử xa gần đem lòng hảo tâm cúng dường nơi Tam Bảo theo lời Phật dạy. Ngày nay chư vị công đức, ngày mai phúc đức huy hoàng sẽ đến với chư vị, nên có câu: chùa chiền là của riêng ai, ngày nay công đức, ngày mai huy hoàng. Chư quý vị phát tâm công đức hôm nay là gửi gắm lại quả phúc đời sau cho con cháu ta, và ngày cả ngay đời này đối với chư vị. Thưa quý liệt vị, lễ hội đúc chuông là niềm hoan hỷ cho quý chư tăng ni Phật tử. Tiếng chuông chùa mỗi khi ngân vang là mỗi khi quý Phật tử được gửi lời cầu nguyện của mình nơi Tam Bảo, mong cho nước mạnh dân giàu, bờ cõi bình yên, nhà nhà hạnh phúc. Một lần nữa, chúng tôi được phép thay mặt cho nhà chùa, thay mặt cho Hội Phật giáo địa phương, thay mặt cho Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương và nhân dân nơi sở tại, thay mặt cho ban tổ chức, trịnh trọng kính chúc quý vị chư tăng ni Phật tử, đạo tràng muôn phương về dự lễ hội đúc chuông pháp thể an khang tinh tấn trên con đường Bồ Đề, xin được phép chính thức khai mạc lễ hội đúc Đại Hồng Trung chùa Thanh Nang Nương Cả. Nam mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn. Hòa thượng Thích Thanh Dục, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình, phát biểu chỉ giáo.
Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, đoàn kết, hòa hợp, vui vẻ, nhà chùa và ban tổ chức có tổ chức lễ đúc hồng chung để hàng ngày mọi người, người dân chúng ta đó thì nghe thấy tiếng chuông làm mọi điều thiện, rồi tránh mọi điều ác, phải biết hòa hợp, đoàn kết cũng như là giáo lý, giáo luật của Đức Phật dạy. Chùa này thì cũng có từ lâu, lâu đời rồi, nhưng trong thời gian kháng chiến, giặc Pháp nó phá hủy đi. 50-60 năm nay là chùa không có sư. Tôi về đây tôi rất là hoan hỷ và tán dương cái công đức của sư thầy và toàn thể chính quyền và nhân dân thập phương tín đồ. Sư thầy cũng dám nghĩ mà dám làm, cho nên là mấy năm nay như là xây được nhà tổ để mà thờ, đó là một bước đầu thôi. Làm chùa, tạc tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Ác nhất thời để lưu truyền vạn đại, Đảng và nhà nước đã công nhận là một đạo luôn luôn gắn bó cùng với dân tộc. Chúng tôi cũng đề nghị tất cả các cấp chính quyền địa phương cũng như nhân dân tín đồ gần xa, những các nhà hảo tâm, thì mong là tất cả các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cũng như các nhà hảo tâm thì tất nhiên là cũng vấn đề mang tâm vào, cũng như là thực hiện cái lời Bác dạy đấy, dễ mà 100 lần thì không dân cũng chịu, mà khó 1000 lần dân liệu cũng xong. Tôi cũng đại diện cho cả ban trị sự Phật giáo tỉnh xin kính chúc các quý vị đại biểu tín đồ Phật tử gia đình được an khang thịnh vượng, chúc buổi lễ đúc đại hùng chuông là thành công viên mãn. Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Tiền Phong, thành phố Thái Bình, phát biểu nêu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của tiếng chuông chùa. Chùa là một nơi tâm linh giáo dục mọi tầng lớp nhân dân, chùa là một ngôi trường dạy tu đức độ, dạy đường ở ăn. Cuộc đời bao nỗi băn khoăn, nhọc nhằn vất vả, ta đến chùa vậy thôi. Đấy là ý nghĩa của một ngôi chùa làng là như vậy. Ngôi chùa cần phải có chủ, phải có một vị trụ trì để hướng dẫn cho nam nữ tín đồ cùng toàn thể nhân dân hiểu, biết và theo tín ngưỡng đúng với tinh thần đạo Phật cũng như hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Tượng Phật là hình tượng hiền từ, từ bi, đức tính, nhân bản của con người mà thể hiện qua hai hình ảnh, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của đạo Phật, và hai là hình tượng của Đức Phật Bà Quan Âm, đó là người mẹ hiền. Đấy là biểu tượng gắn liền với người con dân Việt của chúng ta. Mỗi khi một tiếng chuông linh mà cất lên, đánh thức mọi con người, nhưng khi nghe tiếng chuông thì cũng thức tỉnh được lòng người. Quả chuông đây cũng còn đặt trong vị trí là pháp khí, đó là chuông, tiếng chuông linh, thức tỉnh được lòng người. Niềm tin kết nối dạng niềm tin, nếu không có những viên gạch, những cái sự góp nhặt nhỏ của thập phương thì làm sao có ngôi chùa lớn, chứ ta đừng nghĩ là của ta có chút ít, mà ta phải biết rằng từng viên gạch đó cũng rất quý và từng viên gạch đó mới xây lên được một công trình lớn. Vậy thì quả chuông linh này cũng như vậy, mà thầy trụ trì hay là nhân dân ban tổ chức đứng lên, mỗi người một chút vào đó, và khi tiếng chuông chùa đánh lên mà trong lòng ta biết đó có ta ở trong đó. Cơ sở vật chất ở nơi đây, khuôn viên ở nơi đây còn thiếu rất nhiều. Mong các vị cũng nhân cái buổi này, các vị sẽ hướng tâm hơn nữa cùng sư thầy, rồi cùng với nhà chùa, ban tổ chức, chính quyền địa phương để xây dựng cho khuôn viên này mỗi ngày được khang trang và hoàn thiện hơn, để ngôi chùa làng là có cái tính chất giáo dục cho mọi thế hệ con em chúng ta, hãy hướng về quê hương, hãy hướng về quê cha đất tổ và xây dựng quê hương, góp phần mình để xây dựng cái xã hội của chúng ta mỗi một ngày được văn minh, hoàn thiện hơn. Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Lương Hồng Quân, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, phó ban tổ chức lễ hội phát biểu lời cảm ơn. Hôm nay ngày 18 tháng 8 năm Nhâm Thìn, chùa Thanh Nang Nương Cả long trọng tổ chức lễ hội đúc chuông đồng thờ Phật. Để có được ngôi chùa khang trang đẹp như ngày hôm nay
chính là nhờ có sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phép của các cơ quan các cấp có thẩm quyền, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Ninh, Hội Phật giáo, cùng với sự quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân, tín đồ Phật tử thôn Nương Cả, đặc biệt là sự tâm đức đắc lực đáng trân trọng của Sư Thầy Thích Đàm Hân, người đã giao duyên cùng nhân dân, tín đồ Phật tử trong làng suốt những năm qua và mãi sau này, cùng với tâm lòng vàng đã ghi nhận của những người con em quê hương đang làm ăn, sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền đất nước, đã phát tâm công đức xây dựng chùa làng. Trong buổi lễ hội đúc chuông thờ Phật hôm nay, xin vinh dự cho chùa Thanh Nang, vinh dự cho địa phương chúng tôi được nghinh đón Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, các vị đại biểu cho Tăng Ni Phật tử, đạo tràng muôn phương về nhà chùa chúng tôi để chung tay góp sức đúc chuông đồng cho con cháu, dấu ấn muôn đời cho con cháu mai sau. Sự hiện diện và lòng hảo tâm của các vị chư vị quý vị là niềm động viên cổ vũ cho nhà chùa và nhân dân địa phương càng hăng say chăm lo xây dựng để nơi thờ Phật ngày càng được khang trang, linh thiêng, ấm cúng, mọi chúng sinh luôn sống trọn đời thánh hiền, từ bi, hỷ xả. Một lần nữa, không biết nói gì hơn, thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn nhà chùa, ban tổ chức lễ hội nhân dân địa phương, xin ghi nhận tấm lòng vàng của các chư quý vị và luôn được đón nhận lòng hảo tâm của các chư quý vị để xây dựng nhà chùa Thanh Nang Nương Cả ngày càng tố hảo. Kính chúc sức khỏe các chư quý vị, chúc buổi lễ đúc chuông đồng nhà chùa Thanh Nang được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng kính mời Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Chư Tăng Ni, các vị lãnh đạo địa phương ra chỉ chú cho việc đúc chuông chùa Thanh Nang làng Nương Cả được tố hảo. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đã đến giờ làm lễ đúc chuông. Chúng con xin cung thỉnh quý thầy ra làm lễ đúc chuông để chúng con được ân chiêm công đức của quý thầy. Nam mô A Di Đà. Lễ châm lửa xuất đồng. Ngọn đuốc được ông trưởng ban tổ chức trưởng thôn Nguyễn Đức Du, ông Nguyễn Hoàng Huynh đại diện các nhà hảo tâm, cụ Nguyễn Văn Thăng đại diện người cao tuổi, sư cụ chùa Quang Lịch rước từ ngọn nến tại chân Đức Thích Ca Mâu Ni tòa Cửu Long về vị trí nồi nấu. Ngọn lửa thiêng bốc lên. Lễ tụng kinh trì chú do Hòa Thượng Thích Thanh Dục, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình cùng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, các Phật tử cầu nguyện cho lễ rót đồng được chu toàn viên mãn. Lễ tụng kinh trì chú do Hòa Thượng Thích Thanh Dục, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình cùng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, các Phật tử cầu nguyện cho lễ rót đồng được chu toàn viên. Pháp giới quang độ chúng thiên địa pháp giới là dân thiên pháp
giáo giới quan tâm nghĩa kìa tổ thiếu kiên ngoài ba hồng liệt nam mô thanh nương địa bồ tát ma tát nam mô thanh nương địa bồ tát ma tát nam mô thanh nương địa bồ tát thiên thiên thủ thiên nhân vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà 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 nam mô a di đà bà lu tát đề thương ma na ra bồ đề tát đà bà đà bà tát đà bà đà bà ca lư ni ca la tát bà đà bà rồi đó nam na ra ta ra mô tát ca ni thoại mong a di đà bà lu ca đề nam đà bà đà mô đà đà ca di đi bà bà đà đà mê tát bà đà đồ đồ bà ca đề dương tát bà tát đà đà bà bà đà bà bà đọc đầu đá địa ta ta bà lư ê lư ca đế ca la đế ni đế ni ma bồ đề đan ba đan ba đan ba ma e ma e li đa rong cấu lư cấu nu yết phong đồ lư đồ lư ba ra la đế ma ba ra la đế ra la 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 địa ni ni ra la 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 ma 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 na na sam phat ra sa loi va sa phat sam phat ra sa la ho lu ma ho lu e li sa la tat ni to ro to ro bo đề ra bo đề ra bo đề ra di đề di ra na na gan di đề di sang di ma di na na di to na 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 di na 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 di gan bông di gan cha ma na bo ra na na bông di đâu ma ma na lai ma ta ra thất bệ địa tội dẫn con đi và đề cầu á đến đi 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 ma ra đề chân năng gần đề ra ma văn tinh tịnh độ thần chủ năng bồ á di đà ma ra 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 nam mô di a di đà na di ca na ne a di đà na di ca na na da di đà na da la di đà ca ne da ba di di tu chu nam mô bồ tát nam mô đà ba nam mô đà ra nam mô đà ni ma ne di đà na ne da da ba di bu no da da di da ba da la da di ma di ma da ne tam ma ti ni da ne ma ca li ya ma le ba la ba le ta ni ba le ta nam ba da tu ba ne bu ne na di đà na ma ne ma di cô đa đề ma di đà đế đô ba tăng kỳ đế đế di tăng kỳ đế tam ma đa đa đà ni nam mô ly câu địa bồ tát ma tát nam mô ly câu địa bồ tát ma tát nam mô ly câu địa bồ tát ma tát văn nhã ba la ma đa tâm kinh quan tự tại bồ tát thành sâm bát nhã ba la ma đa thời diệu kiến ngũ anh giải công đồ nhớ tiếng bồ hành sa lời từ sáng bát thì không thực thì không không thực thì sa thủ thường hành tứ chư vô dự thì sa lời từ thì chư vô không Ba la tăng yết đế bồ đề tát ma ma bát nhã ba la mật đà yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ma ma bát nhã ba la mật đà chỉ chú hồi hướng công đức thù thắng hạnh cố viên tăng vương trai hồi hướng bồ viên trầm đề chư chúng sinh tốc quang vô lượng quang và giải thờ vượng tam thế nhất thiết phật chữ tôn bồ tát ma tát ma bát nhã ba la mật đà thời sinh kỳ hữu đông đăng hoa thăng hiện bồn bát nan tam độ công nhập thì lư tính hải nó vô giới bà thế giới năm giới này sự tứ sinh từ bồ nhật viên giáo dụ tiền mây ước qua đất quân chư hòa đường thì các mâu ni và nam mô sa bà thế giới tam giới đại sư tứ tinh từ bồ nhật viên giáo dụ tiền mây ước qua đất quân chư hòa đường thì các mâu ni và nam mô sa bà thế giới tam giới đại sư tứ tinh từ bồ nhật viên giáo dụ tiền mây ước qua đất quân chư hòa đường thì các mâu ni và từ quy và đường về chúng sinh để đại đại đạo phát vô thượng tâm từ quy pháp đường về chúng sinh tham giao kinh tăng chi thể như hải từ quy tăng đường về chúng sinh thông ly đại chúng nhân thiết vô ngài hòa nam tịnh chúng nguyện chi từ cộng đức vô ca vui nhất thiết ca năng lữ chúng sinh giai cộng thành phật đạo. Chúng tôi được nghe những câu chuyện kể lưu truyền trong dân gian. Buổi đúc chuông hôm nay là chuyện thật mà cứ như trong mơ. Với không khí tưng bừng nhiệt huyết, các nồi nấu đồng khói lửa bốc lên như reo vui hòa cùng nhà chùa, cán bộ và nhân dân lương cả. Bà con, cô bác, những nhà hảo tâm xuất thần mở lòng từ tâm công đức.
bằng vàng, bạc, nhẫn vàng, nhẫn bạc, dây chuyền vàng, vòng cổ đang đeo cũng vui vẻ truyền về khay công đức. Mong góp phần vào chuông chùa thôn Đương Cả thêm ngân vang, ngân xa, cho tư tưởng tinh thần được thập phần hoan hỷ. Đây là việc làm đầy ý nghĩa với quê hương. Cả cụ già, em bé, chúng tôi theo dõi trên ống kính camera mà vô cùng xúc động. Có chị nhà nghèo, chồng chết sớm, một mình nuôi con nhỏ, ngày ngày mò cua bắt ốc làm thuê, chất chiêu dành dụm được nửa chỉ vàng và kg đồng đỏ. Ấy vậy mà cũng quyết định gửi lên ban tổ chức đặt lên bàn cân để được buông vào nồi nấu. Khi hỏi ra mới biết chị tên là Nguyễn Thị Liên, con gái cụ Uông, cụ Chuốt. Hôm nay là người trong không khí vui mừng phấn khởi là làng Đúc Chuông. Chúng tôi về đây để thay mặt cho các Phật tử và có hai gia đình Phật tử để dỗ xin dỗ tên để về đây cùng với gia đình chúng tôi để xin dâng nhớ quả chuông cho nhà chùa và cho chùa Thanh Năng Tự. Thì là đồng chí trưởng thôn và tất cả các bác xin nhận giúp câu đức của chúng tôi. Chúng ta cầu chúc cho lễ đúc đại hồng chung chùa Thanh Lang thành công viên mãn, tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong không trung. Còng gối mỏi, mắt nhìn xa không rõ, ấy vậy mà cố níu tay con cháu để cụ được đi một lần tận mắt chứng kiến lễ đúc chuông mà đời cụ chưa bao giờ trông thấy. Đến 11:30 là nồi nấu cuối cùng được rót vào củ lao chuông. Niềm vui mừng khôn xiết của nhà chùa, của lãnh đạo địa phương, của toàn thể nhân dân cùng các quý Phật tử xa gần dự lễ đúc chuông chùa Thanh Lang. Nay chúng tôi là ở trên thành phố xuống, Phật tử của hai chùa Từ Xuyên và Vạn Xuân. Thế nhưng mà thấy cái đại lễ đúc chuông này ở đây làm rất là long trọng. Các Phật tử xa gần như thế là phấn khởi hoan hỉ. Mà trong cái việc đúc chuông này rất là linh ứng. Công đoạn tháo dỡ theo nguyên tắc, mắc sau dỡ trước, dùng ba lăng xích kéo chuông lên. Những người thợ lành nghề thao tác nhẹ nhàng, nhìn như không động gì đến sức khỏe. Mọi người tháo dỡ cân đai, thu dọn đồ nghề trong tâm trạng vui mừng phấn khởi. Sư thầy Thích Đàm Hân, dân làng cùng ông Phan Trọng Điền và các nghệ nhân đều thở phào nhẹ nhõm khi mảnh khuôn cuối cùng được tháo dỡ. Khi nhìn thấy toàn thân quả chuông không vện vết gì, thật là nhà chùa có đức, nhà thợ có tâm, nay đã thành quả phúc.
Ông Phan Trọng Điền vui vẻ nói. Cái cơ duyên rất may là anh Huynh, là người của quê hương, của sở tại, có một cái dịp về nhà tôi thì thấy chúng tôi đang là thi công bức chùa. Nên là anh cũng có đặt vấn đề với tôi, và nay mai quê tôi xây chùa xong thì mời anh sẽ về đúc cho được một quả chuông. Được về đây làm là mọi người cũng là rất là phấn khởi. Anh em thì thợ hào hứng, nhân dân thì phấn khởi. Nhất là được anh Huynh là người đại diện cho hai gia đình, coi là đã động viên anh em từ lúc bắt đầu ký hợp đồng cho đến ngày hôm nay này, cùng với thợ, cùng ăn với thợ và cùng ngủ với thợ. Việc đánh bóng sửa sang mỹ thuật trên chuông được các tay nghề Cừ Khôi thao tác, mỗi lúc lại đẹp thêm lên, bóng thêm lên. Trên thân chuông được chạm khắc bản văn gọi là cái văn chuông, nguyên tắc như sau: Việt Nam Quốc, Thái Bình tỉnh, Quỳnh Phụ huyện, An Ninh xã, Lương Cả thôn, Bát Nguyệt, Thập Bát Nhật, Nhâm Thìn niên 2012. Thanh Lang tự kiến tạo đúc Đại Hồng Trung, Hưng Công Hòa Thượng Thích Thanh Dục, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình, Chủ tài vật Nguyễn Hoàng Huynh và hai gia đình Phật tử xin được giấu tên, cùng nhân dân Lương Cả, quý khách thập phương công đức chứng kiến ông Nguyễn Đức Du, trưởng thôn, ông Trần Thụ, trưởng ban khánh tiết cùng toàn thể nhân dân hoan hỉ. Bản chữ Hán do giám đốc nghệ nhân Phan Điền xin chữ sư cụ Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thầy chùa Thích Đàm Hân dịch soát. Cụ Nguyễn Văn Thăng, 87 tuổi, viết chữ. Sư thầy Thích Đàm Hân chính thức khai thanh. Hoàng Huynh thay mặt hai gia đình Phật tử xin được giấu tên, chủ tài vật điểm ba tiếng chuông Hoàng Mãn. Ông Trần Thụ, trưởng ban khánh tiết. Du, trưởng thôn. Ông Phan Trọng Điền, giám đốc công ty đúc đồng Nam Thiên. Lần lượt thay mặt các đoàn thể, các cụ cao lão địa phương nện vào núm chuông để âm thanh mãi mãi vang ngân trong không trung, làm ấm cúng thêm tình người nơi quê hương xứ sở. Chuông ngân kêu gọi hòn kim cầu. Gió đi
mái chùa che chở hồn dân. Nét sông muôn đời của tổ tông. Để có được tiếng chuông chùa Thanh Lang ngân vang ngân xa hôm nay là cả một quá trình mong ước trải dài suốt mấy chục năm. Mỗi tấm lòng vàng của cán bộ và nhân dân địa phương, quý Phật tử đều được quý trọng, ghi nhận công lao là mốc son lịch sử, đánh dấu một thời của sự phát triển kinh tế xã hội trên quê hương Lương Cà, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Vùng đất địa linh, nhân kiệt. Cùng với sự phát triển đi lên của Phật giáo trong thế kỷ 21, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ huy hoàng. Come on.